Đây anh chị ơi, hôm nay em giới thiệu với anh chị một chiếc hũ đựng trà nha anh chị. Chất liệu là sùng cẩm, vân màu khá sáng. Đó, anh chị thích màu cẩm mà sáng thì liên hệ em nha. Một chiếc hộp đựng trà. Kích thước là đường kính 11 và keo 23 nha, kích thước vừa phải. Đó, so với một cái hộp trà. Vân màu thì em đưa về tông màu sáng và lên bóng. Đó, anh chị nhìn vân màu nó nịnh mắt không anh chị? Cái hàng này phải nhìn thực tế nha. Em quay qua điện thoại nhiều khi nó còn chưa lên hết cái mắt mình nhìn được. Chất cẩm mà hàng dè, hàng đanh á, vân của nó nhìn hay lắm nha anh chị. Mua một lần dùng mãi mãi luôn. Nói về độ bền thì cái hương cẩm trắc mà anh chị dùng nha. Chất cẩm mà em đưa vào trực tông màu sáng như thế này này, dùng nó bền màu, rồi làm điểm nhấn cho cái chỗ mà anh chị trưng bày nha, cũng như cái bàn trà hoặc là cái tủ đó. Anh chị kê mấy cái này lên thì nó nhìn nó nổi bật, nó có cái điểm nhấn. Vân màu thì ok. Đó. Hàng trang điếc nha anh chị. Giá thì rất hợp lý. Và trăm cành. Anh chị nào thiện chí thì cứ nhắn em. Vân chạy xuống xuông 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 như da cá anh chị hả? Anh chị nào ưng dùng hàng này thì cứ nhắn em. Giá hợp lý cho anh chị dùng thôi. Hàng cắt chân đó. Em làm mấy mẫu đơn giản mà nó bền với thời gian nha, chứ như mình làm cầu kỳ quá nhiều khi nó lỗi mốt, mà dùng một vài năm nó lỗi mốt mất. Còn mấy mẫu này thì ở trường tồn luôn, không lo là nó bị tụt hậu đó. Chắc vân màu quá đã ha. Rồi, anh chị có nhu cầu cứ liên hệ em sớm nha đó. Chắc vừa phải dùng, nhắn em là mua được. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tin.